Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 9 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái bài 1, 2, 3 của cái bài số 2 phần bài tập ha. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em 4, 3 bài còn lại, đó chính là bài số 5, số 4, số 5, số 6 ha. Ta đi sang bài số 4 này. Rồi, dạy nhiều khối quá, nhiều lúc cũng không biết chào khối nào. Radar của một máy bay trực thăng theo dõi chuyển động của một ô tô trong 10 phút. Trong 10 phút kia nha. Phát hiện rằng tốc độ vận tốc phát hiện rằng tốc độ V của ô tô thay đổi, nhớ là V ở đây là km/h nha. Phụ thuộc vào thời gian t phút bởi thực hiện công thức này. Là V này sẽ bằng là 3t bình phương trừ 30t cộng cho 135. Câu A, tính tốc độ của ô tô khi t bằng 5. Như vậy thì t bằng 5, t bằng 5 thì chỗ nào có t, chúng ta thế chỗ đây nè, thế chỗ này và chỗ này nè. Như vậy khi đó V chúng ta là 3 nhân t bình phương là 5 bình phương trừ 30t, nghĩa là 30 nhân 5 cộng cho 135 sẽ bằng, em hiểu chưa? Rồi, ta có menu 1, trở về màn hình ban đầu, 3 nhân 5 bình phương trừ 30 nhân 5 cộng 135, đúng chưa? Đây, như vậy ra V là 60, nghĩa là 60 km/h. Câu B, tính giá trị của T khi tốc độ là bằng 120 km/h theo đơn vị là phút và làm tròn cấp ảnh hàng đơn vị. Nghĩa là khi mà V á, là bằng 120 thì chúng ta sẽ thay vào công thức đây. Ta thay V vào chỗ này này. Nhưng mà nó ra được là 3T bình phương trừ 30T cộng 135 sẽ bằng 120. Rồi chúng ta giải này, chúng ta ra tìm được T thôi. Các hiểu không? Như vậy chúng ta chuyển vế đổi dấu, ta lấy ở đây là 3t bình phương trừ 30t cộng 135 trừ 120 bằng 0. Như vậy ra 3t bình phương trừ 30t, lấy này trừ này thì nó ra được là bao nhiêu? Cộng cho 15 bằng 0. Thì tới đây á, chúng ta sẽ tính delta, rồi chúng ta tính t1, t2. Thì phần này các em tự làm, rồi thầy sẽ bấm máy tính xem thử là nó có những nghiệm này nha. Ta có menu 922. Tới thời điểm bây giờ chúng ta tính delta, tính các nghiệm nó là rất là dễ rồi. Công thức đã nắm rồi đúng không? Trừ 30, ở đây là 15. Đây là 9,47. Ở đây nãy người ta yêu cầu làm tròn đến kết quả hàng đơn vị. Kết quả hàng đơn vị chúng ta đây là số 9 này. Cái số 9 của chúng ta là hàng đơn vị này. Ở đằng sau là số 4 nên ta lược bỏ đi. Như vậy một cái t chúng ta là bằng 9 thế này. Với một t là bằng, ở đây là hàng đơn vị chúng ta là số 0, thì đằng sau số 0 ở đây là số 5, ta bỏ đi và cộng 1 vào. Như vậy t đây là bằng 1, gần bằng 1 và t gần bằng 9 đó. Như vậy t bằng 9 phút và t bằng 1 phút thì v chúng ta sẽ bằng là 120 km/h. Hiểu chưa? Nó đều thỏa mãn hết em. Tại vì điều kiện là t chúng ta là lớn hơn 0 nên cả hai giá trị này chúng ta đều lấy hết. Được chưa? Được chưa?
Ok. Chúng ta sẽ đi sang ở câu số 5. Ta sang câu số 5 nha. Rồi. Ta sẽ đi sang bài số 5 nha. Một nhà máy chuyên sản xuất một loại sản phẩm. Năm 2019 nhà máy sản xuất được là 5. Đây này, thầy tóm tắt này. Năm 2019 á thì anh sản xuất là 5.000 sản phẩm. Sản phẩm nha. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nghĩa cái năm 2019 á là dịch bệnh là dịch gì đây em? Đó chính là cái dịch Covid-19 ha. Chắc cái lễ hội lúc đó là người ta cũng nhớ, cũng nhỏ nhưng còn nhớ đúng không nè. Lúc đó chúng ta lớp 5 và lớp 6 vậy ha. Dịch Covid-19 nên sản lượng của nhà máy trong các năm 2020, 2021 đều giảm. Cụ thể này, số lượng sản phẩm thực tế sản xuất được của năm 2020 là nó giảm ít phần trăm so với của năm 2019, nghĩa là đây nó sẽ giảm nè. Như vậy thì ở năm 2020 thì cái số lượng sản phẩm á nó giảm ít phần trăm so với năm 19. Mà năm 19 ta là 5.000 sản phẩm thì năm 2020 này nè, chúng ta lấy 5.000 này này, chúng ta trừ đi cho cái anh giảm. Giảm ít phần trăm nghĩa là 5.000 nhân cho ít phần trăm ở đây, nghĩa là cái giảm á. Em nghe hiểu nào? Ok. Như vậy thì cái này nó sẽ bằng là gì nè? Chúng ta nhân ra thì nó bằng 5.000 trừ ở đây 5.000 mà nhân cho ít phần trăm. Thì em lấy 5.000 chia cho 100 đi. Đây này, thầy làm như này cho các em dễ thấy này, dễ hiểu này. Nhân đây cho ít phần trăm ở đây này. Đó. Như vậy các em lấy 5.000 này chia cho 100 thì chỗ này nó mất hai chữ số 0 đi. Chứ không thầy sợ thầy ghi một cái đùng ra như này là các em sẽ comment hỏi thầy là thầy ơi, tại sao chỗ này nó mất đi hai chữ số 0, lại nguyên nhân là do đây, tại vì nó là ít phần trăm. Thì chúng ta lấy 5.000 chia 100 thì bằng 50 này. Hiểu chưa? Đó. Tiếp tục. Số lượng sản phẩm thực tế sản xuất năm 2021 giảm ít phần trăm so với năm 20. Năm bây giờ năm 21 này. Đây là năm 20. Giống như cái thằng này là cái tiền gốc đó nghe. Nhớ tiền gốc với tiền lãi nè. Thằng này đã chính là tiền gốc này. Thì chúng ta sẽ lấy cái năm của 20 này. Ít này. Đây chính là tiền gốc này. Ta hiểu nè. Chúng ta trừ bị giảm đi. Chúng ta trừ giảm đi thì chúng ta sẽ lấy là 5.000 trừ cho 50x lại tiếp tục nhân cho cái ít phần trăm giảm này. Năm 21 này, nhưng mà cái thằng này người ta bằng ra là 5.000 trừ cho 50x trừ đi, em lấy thằng này nhân với thằng này. Cái đó chúng ta lấy thằng này nhân với thằng này thì nó ra được ở đây là 50x trừ với trừ này, trừ trừ thành cộng này. Cái em lấy 50x mà nhân cho x bình phương thì em lấy 50 mà chia cho 100 thì bằng là bao nhiêu? Là 1/2 là 0.5 đúng không? Nhân đây x nhân x là ra được x bình phương. Nhớ đây là x phần trăm này. Các em hiểu chưa? Thì bây giờ chúng ta đơn giản cái thằng này thì chúng ta viết là trở thành là 0.5x bình phương âm 50 trừ âm 50 thì bằng âm 100x cộng đây cho 5.000. Các em hiểu chưa? Đó. Rồi, tiếp tục. Ở đây người ta nói nè, cái bài này chúng ta làm giống y như là cái việc tính tiền lãi mà chúng ta gửi ngân hàng á. Nghe qua năm 1 chúng ta không rút cả gốc lẫn lãi, sau đó chúng ta lại tiếp tục gửi cái năm thứ hai, thì cái năm thứ hai là chúng ta lấy cái năm 1 á gốc cả lãi thì coi như phần gốc và lãi đó chính là tiền gốc của năm thứ hai, sau đó chúng ta lại tiếp tục nhân với cái phần trăm lãi suất. Thì cái bài này chúng ta làm y xì như vậy. Các em hiểu nào? Rồi, biết rằng số lượng sản phẩm thực tế sẵn xuất được của năm 21 này giảm là tiếp tục giảm 51% so với số lượng sản phẩm của năm 2019. Ở đây người ta đã cho sẵn cái số liệu này. Năm 2019 đang là 5.000 sản phẩm. Cái đúng không? Mà cái năm 21 á là cho biết là 51%. Như vậy ở đây 51% thì chứng tỏ cái này sẽ bằng bao nhiêu? Nó sẽ bằng là cái số liệu này này, cái năm 21 này nó sẽ bằng là cái gì em? Cái sản phẩm này, cái sản phẩm thực tế chúng ta lấy là 5.000 trừ ở đây cho 5.000
nhân ở đây cho 51%, thì xem ra bằng bao nhiêu. Là chúng ta sẽ cho phương trình này, nó sẽ bằng đúng cái số đó. Thì chúng ta dùng máy tính ta bấm này, menu 1 ở đây ha, ta bấm ở đây là 5.000, trừ ở đây cho 5.000, nhân ở đây cho 51%, ta bấm shift an ha, sẽ bằng ở đây là 2. Trên thực tế nghĩa là cái năm 2021 người ta chỉ sản xuất được là 2.450 sản phẩm thôi, 2.450 sản phẩm thôi năm 21 này. Đó, cái số sản phẩm người ta sản xuất được tầm này thôi. Mà này, cái phương trình của chúng ta ở đây nè, đây, của năm 21 sản xuất được tầm này thì chúng ta lấy này bằng này nè. Các hiểu chưa? Như vậy chúng ta sẽ lấy là 05x bình phương trừ 100x cộng cho 5.000 sẽ bằng 2450. Ta chuyển này qua bên đây đổi dấu, như vậy nó ra được là 05x bình phương trừ 100x, được không nào? Cộng ở đây cho 5.000 trừ 2450 sẽ bằng 0. Như vậy ra được là 05x bình phương trừ 100x, nên lấy 5.000 trừ ở đây cho 2450, được chưa? Các hiểu không? Bằng này 2550. Như vậy cộng này là 2550 bằng 0. Ở đây chúng ta chia ở đây cho 0,05 đây, thì thằng này ra được là x bình trừ, kem lấy 100, đúng không? Kem lấy 100 này, thì bấm cho em thấy, chia cho 0,5 này là bằng 200 này, thì đúng chưa? Nghĩa là trừ cho 200 trăm x. Chúng ta lấy thằng này chia cho 0,5, 2550 chia đây cho 0,5, chia 0,5 nghĩa là nhân cho 2 đấy, bằng 5100. Đó, như vậy đây chính là phương trình mà chúng ta cần giải nè, hiểu chưa? Rồi, tại game. Bây giờ đáng lẽ chúng ta sẽ tính delta các kiểu, nhưng mà thầy nói rồi, cái bước đó là các em tự làm đi. Cái việc ở đây chúng ta tính delta phẩy đây, tại vì cái hệ số b chúng ta là chẵn này, ta tính delta phẩy, chúng ta tính x1, x2, rồi chúng ta nhớ lấy cái số dương, chứ chúng ta không lấy số âm nha. Menu 922 này, chúng ta bấm 1 này, âm 200 này, 5100, 170 với lại 30. Như vậy thì nếu như mà nói về phần trăm ấy thì không thể nào mà lớn hơn 100% được. Các em hiểu nè, nó không thể nào mà lớn hơn 100% được. Chứng tỏ là chúng ta phải lấy ở đây là, nghĩa là cái thằng 170 này chúng ta loại đi. Chúng ta loại. Không thể nào 170% được. Có đúng nè. Nên là chúng ta sẽ lấy là 30% này. Ok chưa? 30% này. Như vậy x của chúng ta đây là 30% này. Ok. Cái bài người ta giải là như vậy nha. Ok. Rồi. Đây em. Chúng ta cũng phải có sự lập luận em nha. Thầy là chủ yếu thầy nói, thầy giải thích để em hiểu. Nhưng mà khi viết vào á thì chúng ta cũng phải trình bày ra như thế này. Đó, chúng ta liệt kê từng năm ra. Năm 20 giảm ít phần trăm so với năm 2019, nên cái số lượng sản phẩm của năm 20 là chúng ta tính được là 5.000 trừ cho 50x sản phẩm. Nha, tại sao mà ngay chỗ lên 50 thầy giải thích rồi, chúng ta lấy 5.000 chia cho 100. Đúng không? Thầy dạy thầy cứ phải nói kỹ em, tại vì cái lúc mà chúng ta xem video á, chúng ta không có ai bên cạnh để em hỏi đâu. Nên là tất cả những gì á mà thầy nghi ngờ, có thể khó hiểu đối với em á, thì thầy giải thích hết. Thì lúc đó mà các em ngồi các em xem á, là không ai bên cạnh, có cả thầy lúc đó cũng có bên cạnh em để mà thầy nói đâu. Nên là bắt buộc thầy phải nói nhiều để mà giải thích những cái chỗ mà thầy nghi là các em sẽ không hiểu chỗ đó. Hiểu chưa? Còn cái chỗ ít phần trăm đây, nghĩa là ít phần trăm ta nhân vô đây thì các em lấy 5.000 nhân cho ít phần 100, thì các em lấy 5.000 chia 100 thì ra 50x tiếp tục này. Các em lấy 50 chia 100 ra 0,5 này. Ngay chỗ đây sao là dấu cộng, tại vì trừ với trừ này, trừ với trừ thành cộng này. Đó, những cái chỗ đó em sợ em không hiểu thôi. Rồi, ok cho chúng ta bấm trên màn hình lại, chúng ta ghi tới chỗ đây, thầy đưa giấy lên nữa là ok thôi. Đó, khi mà có phương trình thì nó khỏe thôi em. Nha. Có phương trình rồi thì nó quá đơn giản rồi.
chúng ta cần phải tính cái sản phẩm của năm 21 này trên thực tế này là 2450. Thì đó, chúng ta giải phương trình để giải phương trình này nó quá dễ thôi. Công thức nghiệm thu gọn các kiểu là người ta đã có sẵn rồi, có đúng không? Có sẵn đó rồi đó. Được chưa? Rồi chúng ta sẽ đi sang câu cuối cùng nha. Những cái dạng toán này á, tại nói với em á, nếu em không làm liên tục là nó không có những cái dạng á, là khi mà người ta đưa ra cái đề bài là chúng ta sẽ không hiểu á, không biết họ làm nha. Không phải nó dễ đâu nha, nó rất là khó đó. Rồi chúng ta sẽ đi sang ở cái bài số 6. Ok, ta xem bài số 6 em. Người ta hỏi ở đây, mảnh đất của Bắc An có dạng hình chữ nhật với chiều dài, đây, chiều dài hơn chiều rộng là 10m. Nhưng mà ngay từ câu này thì em thấy chiều dài hơn chiều rộng 10m. Thì lấy ví dụ chiều rộng là 20m đi, thì chiều dài phải là 30. Như vậy nếu chúng ta gọi chiều rộng là x mét thì chiều dài phải là x cộng 10. Có phải không? Nếu chúng ta gọi chiều rộng nó là x mét thì chiều dài chắc chắn là người ta hỏi cái này này. Đây, người ta yêu cầu em tính chiều rộng của mảnh đất đó này, thấy chưa? Thì chiều dài ở đây không phải là y đâu. Bạn nào nói y là sai, tại vì chúng ta đang lập phương trình một ẩn mà, chứ không phải là hệ phương trình hai ẩn. À, như vậy nó sẽ là x cộng 10 mét. Em hiểu không? Đó. Ở mọi góc mảnh đất Bắc An đã dành một phần đất có dạng tam giác vuông cong. À, tam giác vừa vuông và vừa cong. À, vừa vuông, vuông ở đây và cong này. Cái nào nào? Là đây. Gì đây em? Bắc An đã dành một phần đất có dạng tam giác vuông cong với cạnh góc vuông bằng 1/8 chiều rộng. Như vậy cạnh của nó bằng 1/8 chiều rộng. Như vậy thì ở đây cái cạnh của nó bằng 1/8 chiều rộng, nghĩa là 1/8 này, 1/8 nhân gì? Nhân cho x. Cho nữa cạnh của nó chỉ là 1/8 x, phải không? Như vậy thì người ta yêu cầu các em là tính chiều rộng mảnh đất đó, biết diện tích còn lại của mảnh đất không tính phần đất trồng hoa là 408 m². Như vậy thì ở đây là cái diện tích, bây giờ người ta thấy là diện tích hình chữ nhật. Diện tích hình chữ nhật chúng ta sẽ bằng là dài nhân rộng, nghĩa là chúng ta lấy chiều rộng nhân chiều dài là x nhân x cộng 10. Còn diện tích của cái thằng gì, độ dài cạnh góc vuông của phần dạng tam giác vuông cong được trồng hoa, nó bằng hồi nãy là bằng 1/8. 1/8 mà so với chiều rộng mảnh đất, nghĩa là 1/8 x. Các em hiểu không? Nhưng mà cái diện tích mảnh đất, diện tích mảnh đất trồng hoa là bao nhiêu? Các em, đây Bác An đã dành một phần đất nhận cạnh vuông để trồng hoa. Nhưng mà diện tích trồng hoa, diện tích trồng hoa thì nó sẽ bằng bao nhiêu em? Nếu mà diện tích tam giác này, thầy nhắc lại công thức để tính diện tích tam giác em. Cái gì nè? Nếu nó là tam giác vuông nha, vuông mà vừa cong thì cạnh cong thì thằng này 1/8 x, thì thằng này sẽ là 1/8 x, tại vì nó cong mà, vuông ở đây. Nếu mà diện tích của tam giác này có phải là diện tích tam giác là bằng 1/2 nhân, tại vì nó hai cạnh góc vuông thì nó sẽ bằng là gì? 1/8 x nhân cho 1/8 x, tại vì nó là tam giác vuông cong. Như vậy diện tích của thằng trồng hoa là bằng 1/2 nhân 1/8 x nhân cho 1/8 x. Được chưa nào? Như vậy thì ở đây người ta nói là biết diện tích còn lại của mảnh đất không tính phần đất trồng hoa là 408, thì chúng ta lấy tổng diện tích hình chữ nhật, diện tích hình chữ nhật chúng ta trừ đi cho diện tích trồng hoa thì sẽ bằng là 408. Cái này đã chính là cái chúng ta thế vô đây để chúng ta lập phương trình thôi. Như vậy diện tích hình chữ nhật chúng ta là x nhân cho x cộng cho 10 và trừ đi cho 1/2 nhân cho 1/8 x nhân đi cho 1/8 x sẽ bằng là 408. Chúng ta giải cái này ra thì ra được x thôi. Các hiểu chưa? Đó. Như vậy đây chúng ta nhân ra x nhân x bằng x bình phương, x nhân 10 là bằng 10x. Đúng chưa? Ở đây 1/2. Ở đây là như nè. Ok. 1/2 nhân 1/2 nhân một, đây là 1/8 nhân 864 nhân 132 chứ, đúng không? Đúng chưa?
Từ từ nè, cái chỗ đây, tới cái chỗ đây ha. Ở đây các em nhìn trên hình này, ở trên đây có mấy tam giác? 1 2 3 4 1 2 3 4 tam giác vuông cong em. Như vậy đây là một tam giác vuông cong thì chứng tỏ diện tích này chúng ta phải nhân ở đây cho 4 được nha. Nhân ở đây cho 4 thì nó phải ra được ở đây là các em nhìn này. Chúng ta sẽ nhân này, các em sẽ bấm máy tính là 1 phần 2 này. Nhân ở đây cho 1 phần 8 này. Nhân ở đây cho 1 phần 8 này. Tại vì nó có 4 tam giác vuông cong mà, nhân cho 4. Cái số 4 này đâu là nó có 4 tam giác. Đây. 1. Nếu mà 1 cái diện tích tam giác ở đây, 1 tam giác là bằng 1 phần 2 nhân 1 phần 8x nhân 1 phần 8x thì cái thằng này là 4 tam giác. 4 tam giác thì chúng ta sẽ nhân cho 4 thì bằng 1 phần 32. Các em hiểu chưa? Như vậy chỗ này chúng ta phải nhân cho 4 nữa nè. Như vậy ở đây nó sẽ trừ cho 1 phần 32 x bình phương nè. Và trừ ở đây, ta chuyển thằng này qua bên đây, độ dấu là 408 nè. Và vế đây bằng 0. Như vậy các em lấy 1, 1. Cái chỗ ở đây người ta không ghi, nghĩa là nó là số 1 nè. Các em lấy 1 trừ cho 1 phần 32 nha. 1 trừ cho 1 phần 32 sẽ bằng là 31 phần 32 x bình phương cộng đây cho 10x và trừ đi cho 408 bằng 0. Chúng ta sẽ bấm thầy phương trình này ra là chúng ta sẽ tìm được x thôi. Như vậy chúng ta bấm menu 922, ta bấm 31 phần 32 10 âm 408. Đây 16. Vì thằng âm này loại rồi. Như vậy x ta là bằng 16 em nha. X bằng 16. X bằng 16 mét, nghĩa là chiều rộng của nó nè. Chiều rộng á. Em hiểu chưa? Ồ, một tam giác. Nhưng mà ở đây là người ta chưa tới 4 tam giác này. 1, 2, 3, 4. Nên ngay chỗ đây có số 4 rồi nha. Chúng ta không còn comment hỏi thầy số 4 này đâu tự nhiên trên trời rơi xuống nha. Nó có 4 tam giác, người ta sẽ nhân cho 4. Hiểu không? Đó. Ok chưa? Trong này hiểu chưa nào? Rồi. Nó dễ lắm nghe. Nó dễ đối với những bạn biết, còn nó không dễ đối với những bạn không biết các em nha. Chúng ta gọi chiều rộng của mảnh đất là x. Người ta hỏi gì thì người ta gọi cái đó thôi. Nhớ đặt điều kiện luôn. Khi người ta gọi ngay chỗ đây thì nó sẽ là 1 phần 8 nhân x nha. Đây thầy bỏ cho đây thì ghi lại cho nó rõ. 1 phần 8 nhân cho x mét. Diện tích mảnh đất trồng hoa là chúng ta lấy 1 phần 2 nhân 1 phần 8x nhân 1 phần 8x và nhân ở đây cho 4 thầy nha. Ngay chỗ đây chúng ta nhân 4 nha, sẽ bằng là 1 phần 32x bình phương này, mét vuông. Và diện tích đất còn lại là, thì chúng ta sẽ lấy diện tích của hình chữ nhật này trừ cho diện tích trồng hoa này. Các em hiểu chưa? Đó. Mà theo đề bài á, thì diện tích này là bằng 408 này. Rồi. Ta bấm chân màn hình lại để em ghi chép. Dạ phương trình. Cái chỗ này này thầy giải thích xíu này. Chỗ này á thì thầy không tính theo kiểu lấy 1 trừ cho 1 phần 32 mà thầy sẽ quy đồng lấy 32 này, thầy quy đồng lên đây. Thầy quy đồng lên đây và quy đồng đây, nghĩa thầy lấy 32 này nhân lên đây. Nhân lên đây và nhân đây để thầy khử mẫu 32 này ra được như này. Sau đó các em lấy 32 x bình phương trừ x bình phương thì bằng 31 bình phương. Cái hiểu nào? À, chứ không bảo ủa sao thầy làm cách kia khác mà thầy viết ở trong đây lại khác. Nghĩa là ở chỗ đây là thầy sẽ quy đồng này, lấy 32 này nhân lên đây, 32 nhân lên đây và 32 nhân lên đây. Cái hiểu chưa? Sau đó chúng ta sẽ lấy 32 x bình phương này, chúng ta trừ đi x bình phương ở đây thì ra được 31 x bình phương này. Thầy phải giải thích hết các cái trường hợp mà các em có thể không hiểu ha. Còn tới chỗ đây việc giải delta, tính x1, x2 các kiểu là nó quá ư là đơn giản với em rồi, chứ nó không còn gọi là quá khó nữa. Hiểu chưa? Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Chúng ta đọc luôn thầy cái mục em có biết để chúng ta nắm bắt thông tin. Sau đó chúng ta sẽ đọc luôn một cái bài số 3 định lý VS để chúng ta
học ở trong clip sau nha. Chúc em học tốt, bye bye. Ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Đó, ok. Ok. Hòa Lan đẹp các em. Đấy, đẹp luôn. Chào.